trận đấu bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội sẽ trong trang phục màu áo xanh quần vàng quen thuộc, bảo vệ của môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Một trận đấu mà huấn luyện Park Hang-seo chắc chắn là sẽ rất lưu tâm. Lê Xuân Tú, Lu Sao, sức dướn tốt của Lu Sao, vẫn là Lu Sao. Trận đấu vẫn tiếp tục. Tuyến hai, treo bóng, đánh đầu và xâm nhập tốt của Lê Xuân Tú. Lê Xuân Tú là tiền đạo trẻ có thể hình tốt và lối chơi tương đối hiện đại, một mùa giải cũng rất tiến bộ của tiền đạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội. Không có lỗi của cầu thủ Hà Nội. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ tương đối cao. Đây là Lê Xuân Tú. Tốc độ của Xuân Tú. Xuân Tú rất gọn gàng và chỉn chu rồi. Thiếu chính xác một chút ở tình huống dứt điểm cuối cùng thôi. Đúng là Xuân Tú là mẫu tiền đạo thực sự rất hiện đại. Thể hình tốt, tốc độ tốt và xử lý cực kỳ gọn gàng. Một mẫu tiền đạo thực sự là hiếm ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và đó là minh chứng về việc nếu như một cầu thủ trẻ được trao cơ hội ra sân nhiều hơn, những tình huống đôi công liên tục như thế này là thứ mà người ta đang chờ đợi ở trận chung kết cúp quốc gia. Xuân Nam, Andrew, và đây là cú sút của Hansen. Một câu trả lời xác đáng từ các cầu thủ Top Play Bình Định. Ngay sau khi mà Lê Xuân Tú có được cơ hội trước khung thành của Đặng Văn Lâm thì đó là câu trả lời chớp nhoáng, pha phối hợp giữa Andrew và Rafenson cũng chỉ thiếu chính xác một chút thôi để chúng ta có được bàn thắng đầu tiên của trận đấu chung kết cúp quốc gia. Có thể thấy là sau chấn thương của Jemeling cũng rất lạnh lùng. Và tung bóng của Rafenson, một dứt điểm thứ hai của tiền đạo Brazil trong trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn là hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội không quên màn trình diễn chói sáng của Rafenson trong trận đấu trên sân hàng đẫy tại lượt về V-League năm nay. Quá mạnh, nhưng đó là nỗ lực. Dứt điểm. Một trong những điểm khác biệt của câu lạc bộ Hà Nội có lẽ là họ luôn luôn sẵn sàng cho những tình huống bóng bật ra. Đó là những tình huống bóng hai. Một khoảng trống khá lớn dành cho Xuân Nam. Thành Thịnh đang băng lên. Một quả tạt bóng, đánh đầu và căn mặt rất nhanh của Rafenson. Rafenson đúng là một tiền đạo thực sự rất chất lượng. Mùa giải này có những thời điểm thì Rafenson gặp một số về những ca chấn thương đã phần nào đó làm ảnh hưởng tới phong độ ghi bàn của anh tại V-League. Ô tát tay không được, Hentino đã làm động tác giả. Đó cũng là một bất ngờ. Rất nhiều người, trong đó có cả tôi nữa, sẽ nghĩ rằng Hentino sẽ là người dứt điểm trong pha bóng này. Nhưng có lẽ mọi sự bất ngờ sẽ được dồn sang phía Hồ Tấn Tài. Và ngay cả thủ thành Tấn Trương nữa cũng nghĩ. Một tình huống va chạm không bóng khi mà quả đá phạt góc còn chưa được thực hiện giữa Đoàn Văn Hậu và Rafenson. Cả hai đều bị đau trong khu vực 16m50. Quả đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng. Không được. Lùi sao? Đã có một tiếng cao chân. Trong nhiều trận đấu mà hàng công của câu lạc bộ Hà Nội khó khăn thì Thái Quý chính là cầu thủ đã lên tiếng. Và dứt điểm goal! Một tuyệt phẩm được vẽ ra trên sông Lầu Rẫy trong trận chung kết cúp quốc gia năm 2022. Biết nói gì để tả cái bàn thắng này nữa, thực sự là quá ấn tượng. Không thể tin được với pha lập công vừa rồi của Đoàn Văn Hậu. Và có lẽ là kể từ thời điểm giải bóng đá giao hữu U19 quốc tế mà Đoàn Văn Hậu đã chơi trên sân Đồng Mỹ Đình, chứ không phải là một thủ môn nào khác cả, Đặng Văn Lâm đã phải bó tay vì cú dứt điểm vừa rồi. Có lẽ chính thủ thành của Top Play Bình Định cũng không tin rằng là Đoàn Văn Hậu có thể tung ra một cú sút ở một cự ly như thế này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đá ghim thẳng vào góc chết, quan sát và tung ra một cú đá với quỹ đạo bay có thể nói là cực kỳ khó tin. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa siêu phẩm đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vươn lên ở trận chung kết cúp quốc gia. Mặt và như tôi đã nói thì biến số là rất nhiều.
khi mà câu lạc bộ Hà Nội dường như là họ lép vế hơn so với đối phương, không có được một tình huống dứt điểm trúng đích nào và những pha lên bóng thì thực sự khó khăn. Thì một khoảnh khắc lóe sáng của pha đi bóng là của Rafenson, đã có tình huống va chạm nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xua tay, sẽ không có một quả phạt 11m nào hết. Trong giai đoạn lượt về của V-League, Duy Mạnh là người đã phạm lỗi với chính Rafenson, khiến cho Hà Nội phải đón nhận một quả đá phạt đền. Còn ở phóng vừa rồi thì hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã là tạt bóng đánh đâu. Tình huống treo bóng vừa rồi của Đỗ Văn Thuận hơi cao so với đá băng vào của Hendrio. Nhưng có lẽ bóng bổng cũng không phải là một những phương án tốt khi Top 11 Bình Định cố gắng tiếp cận khung thành của Tấn Trường như những gì. Rất mạnh mẽ đến từ Rafenson. Ba cầu thủ không thể lấy được bóng của cầu thủ Brazil. Cơ hội dành cho Top 11 Bình Định, Xuân Nam không vào. Đúng là tốc độ vẫn là một điểm yếu của Xuân Nam. Rất rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha thoát xuống này của Xuân Nam. Quá chậm. Thế là khi mọi thứ trở nên bế tắc hơn nữa thì sẽ cần tới những quả tạt của anh, những pha xử lý đơn giản. Bởi ai cũng biết là anh đã từng là cầu thủ có số lượng kiến tạo tốt nhất trong một mùa giải ở V-League 2019. Và cùng với đó là những sự thắc mắc với trường hợp của Hà Đức Chinh. Gôi! Quá đáng tiếc cho Phan Tuấn Hải. Cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt tại V-League năm nay, nhưng vừa rồi Tuấn Hải đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn trong pha đánh đầu vừa rồi, không có bất kỳ lỗi việt vị nào cả. Rất rất đáng tiếc. Vừa rồi là một pha bóng được coi là sở trường của Phạm Tuấn Hải. 4 bàn thắng được ghi bằng đầu tại V-League. Chân cháy đã thiếu chính xác. Chắc chắn là ngày hôm nay Xuân Tú rất muốn khẳng định mình khi mà trên khán đài có sự hiện diện của huấn luyện Park Hang-seo. Và không biết rằng liệu có một sự thay đổi nào. Andrew Rafenson xuống ngay. Mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn với câu lạc bộ Top 11 Bình Định nói chung và Rafenson nói riêng. Andrio tấn trường, tấn bóng một cách an toàn, đã có lỗi việt vị của các cầu thủ Top 11 Bình Định. Bây giờ thì bóng vừa chạm đầu của Lusao, không kịp. Người vừa băng lên đó là Văn Vĩ. Văn Lân luôn cho người ta thấy khả năng kiểm soát tốt. Nghiêm Xuân Tú đi bóng không thành công. Một cú đá từ rất xa hướng về khung thành của Văn Lân. Vào! Hai siêu phẩm trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay. Bạn có thể tin được không? Hai bàn thắng đó là Trương Văn Thái Quý. Không thể tin được, không thể tin được với hai bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Đúng là không thể tin được. Một trận chung kết quá hay, không chỉ bởi những gì đang diễn ra trên sân. Đúng là hai bàn thắng mà chúng ta thực sự là rất ít thấy, rất ít ghi được chiêm ngưỡng. Một bàn thắng quá đẹp. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh là thủ môn đang đứng trong khung thành đó là Đặng Văn Lâm. Thì ở tình huống vừa rồi hãy xem cái cách mà Trương Văn Thái Quý đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Vừa đủ để vượt qua tầm khống chế của thủ môn này với những bước lùi về cũng không hề chậm một chút nào. Đây là một trận chung kết và những bàn thắng như thế này xảy ra là điều cực kỳ hiếm gặp. Thanh Thịnh, Tuấn Trường đã đứng chôn chân nhưng trái bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của đội chủ nhà. Cơ hội được dành cho Rafenson. Có lẽ kể từ thời điểm này cho tới khi kết thúc trận đấu, cho người ta thấy được rằng anh vẫn có được những giá trị cần thiết để cống hiến cho đội bóng thủ đô.
Lusao chưa thể lặp lại điều mà anh